Bà sốt đầy tầng ngọc này. Lần này chúng ta chụp này và tỏ tiết nơi mê riêng ông bì past continuous ná. Bà chúng past continuous ở đây tất cả cầm phúng bằng tỏ. Chúng đồng lực tích past continuous nâng cư dừng phá chú mùi nâng sạc cam một phiếp má. Đầm bây bằng 2 nhằm bì sạc cam một phiếp đã bán cầm phúng cả láng nơi bì nà mùi nơi khóng ở đây tất cả ná. Mà lần này chúng cho một đo question mà question rồi dược sầm nụ chúng cho đo dược sầm nụ nè nó khả năng dược sầm nụ này cứ chỉ tầm rộng là bảo vệ và cái dương prior was recover plus cho mỗi nâng subject plus cho mỗi nâng verb ing plus cho mỗi nâng object question mark và complete. Nên hãy đặt question mark nhé. Bởi ở miền question mark tế ví dụ nâng ở ta chỉ ví dụ xâm nổ tế nhé. Bạn ở nâng mũi có ở miền chỉ ví dụ xâm nổ đài. Các nông ca sở xế nơi đam ví dụ nhưng sở xế ở số thông mùi này kênh W đã thông á nhé. Và nâng chẳng đáy chứng nợ bê dân rư verse recover ở sai tới lửa subject. Và nó không mê riêng môn đại đình dây âm bì positive miên pra bài sạp chích mùi ná pra cho mùi ích là chân verse nâng dương miên sạp chích ích là ai, he, she, it dương pra cho mùi nâng verse đại cho mùi nâng verse dương miên sạp chích you, we, they và hay sạp chích dương đăng ấy bằng bờ lắng hay verb ing và còn đăng hỏi đái object có lọc score đáy chứng dựng ai bắt cả nơi bị dục xâm lùa nâng bà này nế thì mùi tiết đáy đây từng ngọt này trở đấng nập ảnh dây âm bí dây no answer nế mà nập bí đây nế dựng pra verse ai nhé bà were you were we were they ảnh was he she it và những subject ai he she it buồn nâng pra mùi verse nhé mà bởi này dùng phải cho mùi nắng word à. Nếu bê đại dương su nhưng ạ à, châm lão ấy cứ dân thật lão ấy yes I was mà châm lão yes I was nếu bê đại su bàm ní yes you you were nè yes you were nếu bê đại su bàm ní mà dân lão thay yes we were ní yes they were yeah he she it was mà yeah he was yeah she was yes it was chẳng hạn nè mà anh ấy xem rap chloe srob mà xem rap chấm lao chỉ pa để side mà no answer mà như chloe pa để side nè mà như min no một mã rồi nhé no I wasn't anh ấy anh ta I wasn't nè anh ta no I wasn't mà nếu dân anh thả no you weren't mà you weren't anh chẳng hạn nữa mà no you weren't mà ní no we weren't mà no they weren't mà no he wasn't no she wasn't no it wasn't nè anh chẳng hạn hơi sợ sẽ tụm một cặp chẳng hạn nó bị chảo ấy yes no question chẳng là bây giờ chúng ta lại chúng ta cắt chẳng đấy mà hai cái chlói dương sơ sẽ trở tạm năng chẳng ạ mình sẽ bởi như này lấy tạm no I was not ấy ở thời gì khóc đấy mà chlói chẳng nào đấy no I wasn't chẳng á mà sẽ cắt mà W A S N apostrophe sau thì tọ định nắng nè sẽ chẳng ai trở tạm năng dù lên nè, cái này ní, chạm phóng, chùm nắm, mà dạ đó, dạ đắng thơ lùm hạp đây ở trời nè. Và chạm tùm rung đi phong nè, và lấy dân châu tư bì dục xùm, tư đi hó, dục xùm nùa nắng. Ní nhầm đại mơm đồng tiết. For example, mà một ưu tì hó tìm muối, nè, vớ, cái nhé, mà vớ, vừa hai tập với cái subject subject nó bên này dùng phrase subject you nhé tóm tiết verb ing dùng bên này thấy verb ing learning bịa viết learn
nè learn bao nè hình bật thầm nè bị learn tập về những time ing tới dùng bàn chỉ learning nâng ấy hai verb ing nâng nè English this time last year nè were you learn English this time last year nè nè were you learn English this time last year nè bà tên này bảo biết miền này thầm ấy ta ca bị chân môn và cả vì chân nằm muốn bên đi nhỉ ta cả vì chân nằm muốn bên đi nhé nè bàn cầm bông riêng thì xa on khơi mến tế rưu tế chẳng các bạn này nhé đây có dân bà ra ta nè bàn cầm bông riêng thì xa on khơi mến tế cả vì chân nằm muốn bên đi chẳng á mỗi tiền was he để xa dương phở was nó xa sập trị bảo với cứ he nhé mà was he cooking yesterday morning và ôi đã xa nhà xua môi phong á và lấy xa nhà xua những dương time xa nhà xua môi tiền á question mà chứng ăn tần này bảo với mấy ta ca bị bật mánh cột ban cầm bông chấm ăn à hà mẹn tế nè bật sao mạnh bật mạnh nhé bật sao mạnh yesterday morning nhé ta ca bị bật sao mạnh quạt ban cầm bông chấm ăn à hà men thế nhé mà u thì hỏi tiếp was she swimming this time yesterday ta ca bị mà sao mạnh nửa pê nè niên cầm bông hà tật men thế nhé mà ở đây đi chương này cứ chia bộ dục sầm nú nực nóng past continuous và hỏi bay ưu tí hò này dù chương riêng mơ tam đằng máu tùm rung vì subject verb and chi mà này was verb subject verb and chi object question mà mơ tam đằng hai ai riêng sơ xe luôn ai anh tử này mà bê riêng hào dẫn dương mơ nè mơ rung bộ môn tam đằng máu có chữ nô châu mà nhưng đã was dương hứa sắp chích môi mắt sắp chích dương phẩm phở tại was nó như phở cho mùi kế cho mùi tại ai he she it và buồn lắm nhưng do môi mà was I was he was she was it dân đấy mà tầm tiếng nhưng đã verb ing mà verb cho ra nó nè verb ing nhưng đã như learning cooking swimming nè dương miền mê riêng mối đây này dưới MP ca đã ing nâng ca bằng thay mà ing verb ing nâng á và bở ọt toàn che toàn ấy tế tư rô mê riêng nâng mơ mà đoàn tiệt nhá bởi nè ọt toàn bàn mơ tơ mơ mê riêng nâng vô lời dương mà thay mà ing nâng ở mệt dương miền che thay mê á mà tơ mơ rú bì rập biếp này ca bằng thay mà ing nâng vô lời chấm tòa máu object nhưng đã máu ai xe bàn ấy của bạn ấy che xe máu ở tầm miền nấy nế cũng mà chia sẻ ở miền này á, hãy đặt question mark ban chia bây giờ sầm nua, bà riêng bậc cao rồi ban tràn, bậc cao ban can tràn can chập dù trẻ nhé, tái thứ mấy bậc cao rồi tới tới tám, tùm rung bỏ dương nè, một môn nè, cũng đặt copy nè, nhé, cả copy đắng, cho đường c nhảy, là ní dương về pi past continuous và tùm rung về chẳng nhé. Bà sẽ không tha tầng ngọc như dù lấy này. Mà chừng mơ lần bình máu mà lấy sở rộp lần bình chùm nói tí muối cứ thờ trăm ông pi bà nhóm xa đam lần bình máu bà lật lần bình đấy đi mà đấy mà đi mê riêng môn đấy và lấy một lực đồng bình nhá thì positive ho mẹ này mày điền một đi và question này nhá mà lực đồng bình và tâm rung bao viết cứ was were mà verb was were hay subject verb ing object question mark đấy mà thì np để prau chia ví dụ sum nu anh chăng và dùng prau má hay chạm thì muối khang đá cũng cái xe sọt thôm nè cái nhé W W sọt thôm mà
hay là bị sỏi anh ấy chấm lỏi chỉ sọp và những phở chân máu tạm nâng nè nè sẽ chẳng ai thấy chúng mình sắp chết dường men ai hay vỡ nè và ai vỡ chân máu you vỡ còn men you vỡ vỡ đại khóc nè rồi thở tạm nâng nè tới trầm trời mưa tạm nắng hay no answer miền nam chấm lâu chỉ bạn để sai nhưng xe che tùm lum cả tạm nắng giăng máu đấy liền xe này tới chấm nữa mà hay vào to một tiếp này chị ưu thì họ mà ưu thì họ bày nắng chấm sông khăn chấm nói tìm mối cứ chấm form nắng xả lần bình nhé chấm form tùm lum bảo viên nắng tí pí ca chlòi và ca chlòi chấm lòi yes no và yes chlòi mấy no chlòi 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 dạng mấy hay chấm nói môi tiết ca bà cọp này verb ing nế mà ca bà thay verb ing nắng bê dân chè hà nắng nè verb ing nắng bê chè hà nắng háo dân anh bà cạp bà dụ nắng ba này mà hay chấm nói môi tiết trong cáo ấy trong ca sạch xế đam bây giờ thời sự sẽ số thôm mùi vậy cái nhắc cái nhầm dù thôm ấy à mình sẽ số tàu thì nông ca sự sẽ bây giờ bây giờ sự sẽ số tàu áp trầm trừ thì nè có buồn sự sẽ cứ trời sự sẽ à số thôm nè và chân tay chấm lỡ ở hỏi tại phần nắng và sự không tha tầng ọc đi xoay dù bà nấy hỏi bữa ở toàn dù mưa ở toàn rồi thì những lươn ấy ai chạy xa đang mưa lần quýnh á và chứng ở sông bạch chập và năng sấn nơi miền kinh cáo dương nâng châu nơi mà này tiếp mà chứng ở cồn đấy.